Hello, xin chào các bạn. Nhìn lên nè. Hello, xin chào các bạn Nhìn hôm lên điện thoại nay. nè, em ơi. Nói chuyện các bạn phải nhìn lên các bạn chứ. Sao? Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình tô màu nha. Bạn Ba sẽ tô màu công chúa Ori đúng không? Ori. Ori chú chú. Đây, đây là cô công chúa nha. Bạn Ba sẽ tô màu công chúa Ori nha. Dễ thương quá, bộ hai chùm luôn kìa. Ờ, bộ hai chùm luôn. Có đôi mắt to đúng không? To. To giống như mon vậy đó. Mắt to giống mon hả? Mon có to không? Mắt mon mắt Hàn Quốc mà. Vậy giờ bạn mon chuẩn bị xong chưa? Xong mà hồi cho con mắt nó màu cam đi. Bây giờ bạn mon bắt đầu nha. Dạ. Bạn mon tô trái tim trước đúng không? Trái tim màu hồng. Xíu nữa mình tô trái tim hết thì tô đến tóc đúng không? Đúng rồi dạ, bạn mon. Đúng rồi. Màu hồng ha. Rồi, bên đây luôn. Rồi, giờ tới phần tóc, bạn Mo thích tóc màu gì? Bạn Mo thích tóc màu cam. Rồi, Mo lấy màu cam ra. Công chúa Ori này có mấy cái biến tóc đẹp quá ha, Mo. Dạ. Mình tô cái biến tóc trước. Rồi qua bên tóc bên kia luôn. Rồi, cái phần tóc mình sẽ tô 1 gram. Mình tô rương miệng ha. Rương miệng to to. Thank you.
chúa Ori thì có đôi mắt to đẹp quá không anh? Dạ. Rồi dùm tô tới bằng khác nữa. Đây tác phẩm tô màu công chúa Ori của bông Mon đã xong rồi đây. Đây các bạn ơi, đây là hình công chúa Ori đây, mặc váy đây. Tóc rồi có những hình trái tim xung quanh, quá xinh hay bông Mon. Đôi mắt của công chúa thật là to tròn ha, đẹp quá em. Thì bông Mon nói gì các bạn nào? Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại lần sau. Bye bye, see you again. Nhớ đăng ký ủng hộ nhé. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ anh nhé. Nếu thấy bạn Mon tô màu đẹp thì các bạn đăng ký cho kênh cho bạn Mon theo dõi bạn Mon ra những video tiếp theo nhé các bạn.